Tuấn Hưng tiếp tục tổ chức ca hát tại ban công sau khi bị giờ gáy, cẩn trọng căn dặn khán giả một điều. Thông tin này vừa được Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải bài viết thông báo về việc tiếp tục tổ chức đêm diễn miễn phí dành tặng khán giả. Ngay trên góc ban công nhà của mình, cụ thể, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời đã thông tin niềm vui này đến đông đảo khán giả, góc ban công sẽ tiếp tục sáng đèn vào tối ngày mai. Tuấn Hưng xin chân thành cảm ơn tất cả. Không chỉ thông báo về việc tiếp tục sáng đèn góc ban công vào tối mai, mà Tuấn Hưng còn cẩn trọng nhắc nhở khán giả phải đặc biệt giữ sức khỏe khi đến show diễn đông người. Nhớ mang khẩu trang và ô nhé mọi người. Trước đó, Tuấn Hưng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả khi đã tổ chức một đêm nhạc hoàn toàn miễn phí tại ban công, ở nhà riêng của mình tại Hà Nội. Đêm nhạc này đã được Tuấn Hưng tổ chức đều đặn trong nhiều năm qua và nhận được sự ủng hộ lớn của nhiều khán giả. Tuy nhiên, đêm biểu diễn vừa qua của Tuấn Hưng đã thu hút sự tập trung của hàng nghìn khán giả, dẫn tới việc gây tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự tại khu vực phố đi bộ. Vậy nên, sau 6 ngày diễn ra đêm nhạc, Tuấn Hưng cho biết mình đã đóng phạt 12,5 triệu đồng và rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc vừa qua. Nam ca sĩ cũng khẳng định sẽ có sự chuẩn bị kỹ hơn tất cả những thủ tục pháp lý cần thiết để góc ban công được phép hoạt động trở lại hợp pháp. Có thể thấy, với sự trở lại của góc ban công, cũng như sau khi thông qua các giấy tờ pháp lý để đêm diễn được diễn ra, thì đây quả thật là một thông tin rất vui đối với khán giả yêu thích âm nhạc của Tuấn Hưng. Đừng quên theo dõi Soundstar để cập nhật những thông tin mới nhất về Tuấn Hưng.